Dân tình soi lúc Kỳ Duyên đăng quang không được thí sinh hưởng ứng. Nghi vấn trong cuộc thi không hòa đồng. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì? Bởi vì nếu mà mình luôn luôn mình nhìn vào đối thủ của mình xem hôm nay họ làm gì, hôm nay họ ra làm sao, họ mạnh hơn mình, những cái điểm như thế nào, thì thực sự là mình sẽ không cần thời gian để mình tập trung cho bản thân của mình nữa. Trong 2 tháng vừa rồi thì mình cũng hơi đơn phương độc mã một xíu, mình cứ tự hợp mình bề, mình cứ làm mọi thứ thôi. Bị đào lại loạt phốt trong quá khứ, nhưng Phan khẳng định không ảnh hưởng. Và mình coi đó nó là một cái sự gọi là một cái ngã của mình đi. Mọi người đã luôn góp ý cho Duyên để mà bản thân của mình có thể cố gắng. Mình nhìn nhận lại rằng là ok, Duyên, bây giờ Duyên có muốn là một người thắng cuộc ở trong cuộc thi này hay không? Duyên phải thay đổi những cái gì và Duyên cần phải làm những cái điều gì tiếp theo nữa? Và Duyên đã làm cái điều đó. Sau 10 năm vẫn được Minh Triệu bảo vệ theo cùng một cách, khán giả hy vọng gương vỡ lại lành. Chị Triệu hả? Đúng rồi, Duyên đi rất là. Cảm ơn chị. Gần đây, nhiều người bỗng soi được điều đặc biệt trong khoảnh khắc đăng quang Miss Universe Việt Nam của Kỳ Duyên, đó là không được các thí sinh hưởng ứng nhiệt tình. Theo quan điểm của Fan Beauty Queen, nếu muốn biết một cô gái đăng quang có xứng đáng hay không thì chỉ cần nhìn vào phản ứng của các đối thủ luôn theo sát hành trình của cô ấy. Cũng vì lý do này mà dân tình đặt câu hỏi với chân Kỳ Duyên không được lòng các thí sinh khác. Có người còn cho rằng có lẽ trong cuộc thi nàng hậu không mấy hòa đồng nên không thân thiết với ai. Nhân lúc này, nhiều cá nhân cũng tranh thủ đào lại các lùm xùm của Kỳ Duyên nhằm làm ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng của cô. Chẳng hạn như sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, mỹ nhân Nam Định bị bóc mẻ khoảnh khắc trách mắng bố mẹ. Bên cạnh đó là ồn ào các chân lên ghế máy bay, nhả khói trong quán cà phê, nói dối chuyện phẫu thuật thẩm mỹ hay say xỉn trong bar. Loạt ồn ào này từng khiến sự nghiệp của Kỳ Duyên chao đảo, khiến cô mất cơ hội chinh chiến quốc tế vào 10 năm trước. Tuy nhiên, fan của Kỳ Duyên lại kiên quyết bên vực nàng hậu. Người hâm mộ cho rằng mục tiêu chính của người đẹp là chạm tay đến chiếc vương miện, không phải kết giao thêm bạn bè, nên cô chỉ cần tập trung 100% vào cuộc thi. Ngoài ra, các thí sinh sau đó cũng đều vỗ tay và dành cho Kỳ Duyên lời chúc mừng. Xét về những phần thi quan trọng trong đêm chung kết, Kỳ Duyên cũng đều thể hiện vượt ngoài mong đợi, nên không có chuyện cô đăng quang không xứng đáng. Về những lùm xùm của Kỳ Duyên, người hâm mộ cho rằng đó chỉ là những chuyện trong quá khứ. Hiện tại, sau 10 năm, nàng hậu đã thay đổi rất nhiều. Thay vì soi mói, dân tình cho rằng hãy động viên để tạo động lực giúp Kỳ Duyên tỏa sáng trên đấu trường quốc tế vào thời gian tới. Ngoài những câu chuyện xoay quanh việc Kỳ Duyên đăng quang, công chúng còn chú ý đến động thái của Minh Triệu. Ngay sau khi biết bạn thân đạt danh hiệu Hoa hậu, nữ siêu mẫu đã nhanh chóng đăng dòng status xứng đáng mà. Hành động này đã khiến giới truyền thông xôn xao. Ngay tại sân khấu Miss Universe Việt Nam 2024, có phóng viên đã hỏi Duyên thấy thế nào khi nhận được lời chúc từ người bạn của mình như vậy. Lúc này, Kỳ Duyên đáp, wow, chị Triệu ạ, cảm ơn chị. Giữa lúc lời chúc mừng xứng đáng mà gây xôn xao, Minh Triệu lại được dân tình đào mộ một bài đăng khác về Kỳ Duyên vào năm 2014. Cụ thể, vào năm 2014 khi Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Minh Triệu đã chia sẻ lên trang cá nhân dòng viết: cô bé được chọn trở thành Hoa hậu Việt Nam cũng đâu phải lỗi cô em ấy mà giờ phải hứng chịu nhiều gạch đá thế nhỉ. Nếu là cha là mẹ khi đọc những bình luận cay nghiệt về con gái của mình như vậy chắc họ sẽ đau lòng lắm. Bình phẩm thêm cũng không thay đổi được kết quả, mình nghĩ ai cũng xứng đáng có thêm một cơ hội để chứng tỏ bản thân, rồi thời gian mới là câu trả lời công bằng nhất. Có thể thấy, sau 10 năm, Minh Triệu vẫn bảo vệ Kỳ Duyên theo cùng một cách. Người hâm mộ mong cả hai sẽ sớm hàn gắn như thời gian trước đây. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.